Lotus trước đây là nhà sản xuất ô tô của anh. Do tài chính bất ổn nên Lotus thường xuyên đổi chủ. Năm 1996, nhà sản xuất ô tô Lotus của anh sáp nhập với Proton của Malaysia. Và sau 21 năm, tập đoàn Geely của Trung Quốc đã mua lại cả Proton và Lotus. Hiện tại, các dòng xe điện của hãng đang được phát triển và sản xuất tại Vũ Hán. Trung Quốc, trong số này có Emeza, chiếc xe này đã ra mắt tại hàng xóm của Việt Nam ở triển lãm ô tô Quảng Châu 2023. Mới đây, Lotus Emeza 2024 mới đã chính thức mở bán tại Trung Quốc. Tại thị trường Trung Quốc, xe có 4 phiên bản. Mức giá xe Lotus Emeza 2024 đa dạng, từ 668.000 nhân dân tệ đến 1.180.000 nhân dân tệ, 93.750 đến 165.600 USD hay 2,12 tỷ đồng đến 3,8 tỷ đồng. Siêu xe đen này có công suất lên tới 675 kW, phạm vi hoạt động 650 km và nội thất 4 chỗ sang trọng. Lotus Emeza sẽ có mặt tại thị trường châu Âu vào nửa cuối năm 2024. Lotus Emeza là một chiếc xe đen cỡ lớn, thể thao với kiểu dáng bắt mắt. Phần đầu xe có đèn chiếu sáng ban ngày mỏng 2 tầng, và đường viền trên nắp capo dốc xuống. Đèn pha nằm ở cản trước của Emeza. Chiếc sơ lun này cũng có đường đai thấp, tay nắm cửa có thể thu vào và đường mái kiểu dáng đẹp. Bên cạnh vẻ ngoài bắt mắt, Emeza còn đưa ra một số giải pháp khí động học hấp dẫn. Nó có một khe hút gió chủ động ở phía trước, một cánh gió trước chủ động, một cánh lướt gió chủ động phía sau và một bộ khoách tán phía sau. Cánh lướt gió chủ động phía trước tự động triển khai ở tốc độ trên 110 km h tạo ra lực ép xuống 76 kg. Cánh lướt gió phía sau của Lotus Emeza kích hoạt ở tốc độ trên 90 km h và cung cấp lực xuống mặt đường lên tới 215 kg. Kích thước của Lotus Emeza là 5139, 2005, 1459 mm với chiều dài cơ sở 3069 mm. Nói rõ hơn, nó dài hơn 176 mm, rộng hơn 39 mm và cao hơn 64 mm so với Porsche Taycan. Theo Lotus, 12 chi tiết thân xe của siêu xe đen này đều được làm từ carbon, bao gồm nắp capo, mui xe và cản va. Lotus Emeza có các màu thân xe trắng, vàng, đen, xám, cam và đen mờ chỉ dành cho phiên bản giờ Black Gold. Bên trong, Lotus Emeza nằm ngang với chiếc SUV Eleche. Xe có màn hình trung tâm lớn với đường kính 15,1 inch. Vô lăng của siêu xe đen này có 4 nan và đáy phẳng. Phía sau vô lăng, chúng ta có thể thấy lẫy chuyển số và cụm đồng hồ cực mỏng với đường kính 12,6 mm. Hành khách phía trước của Lotus Emeza cũng được trang bị giải LCD 12,6 inch này. Ghế ngồi của Lotus Emeza được bọc da Napa và Alcantara. Mẫu CD này có cửa sổ trời cỡ lớn. Theo tiêu chuẩn, Emeza có 15 loa mang nhãn hiệu KEF bên trong. Các phiên bản cao hơn, có 23 loa từ hãng sản xuất sản phẩm âm thanh nổi tiếng của Anh. Lotus Emeza có 5 chỗ ngồi tiêu chuẩn. Tuy nhiên, kiểu bố trí 4 chỗ ngồi có sẵn dưới dạng tùy chọn. Xe có 4 tùy chọn màu nội thất, đá mặt trăng xám, hổ phách, vàng và trắng, tumorlin đen và đen chỉ dành cho phiên bản giờ Black Gold. Chiếc xe đen chạy điện Lotus Emeza có 34 cảm biến hỗ trợ lái xe, trong đó có 4 lidar và 2 radar sóng mm 4D. Nó hỗ trợ lái xe trên đường cao tốc thông minh và đỗ xe tự động. Về sức mạnh, chiếc xe đen chạy hoàn toàn bằng điện Lotus Emeza sẽ được trang bị động cơ kép, với động cơ phía trước có công suất tối đa 225 kW, tương đương 302 mã lực và động cơ phía sau có công suất tối đa 450 kW khoảng 603 mã lực. Đồng thời, theo thông tin chính thức được công bố trước đó, Lotus Emeza có thời gian tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong 2,78 giây và có thể đạt tốc độ tối đa 256 km/h. Xét về phạm vi di chuyển, dung lượng bộ pin của xe là 102 kWh, kết hợp với hộp số 2 cấp, phạm vi di chuyển theo chu trình thử nghiệm của CLTC Trung Quốc có thể đạt tới 600 km. Ngoài ra, Xe mới cũng sẽ được trang bị hệ thống treo khí nén. Về khả năng bổ sung năng lượng, nó vẫn hỗ trợ sạc nhanh 800V. Sử dụng sạc nhanh 350kW có thể tăng giúp xe chạy thêm 180km trong 5 phút, điều kiện hoạt động CLTC và có thể bổ sung năng lượng từ 10% đến 80% trong 15 phút.